Xin chào tất cả các quý vị. Hôm nay thì ở cái video này thì mình muốn gửi tới các bạn một cái nội dung là cửa cuốn tấm liền kiểu tay giá rẻ nhất là bao nhiêu tiền một mét vuông. Đây là cái câu hỏi mà trong khoảng thời gian nghỉ Tết vừa qua thì rất là nhiều khách hàng có gọi điện đến mình muốn tham khảo và biết giá của cái cửa cuốn tấm liền kiểu tay này. Vì vậy trong cái video của buổi sáng ngày hôm nay thì mình muốn gửi tới các bạn cái nội dung như thế là cửa cuốn tấm liền kéo tay giá rẻ nhất là bao nhiêu tiền một mét vuông. Các bạn cũng đã biết thì công ty mình là chuyên cung cấp bán buôn bán lẻ các loại cửa cuốn kéo tay tại Hà Nội cũng như là các tỉnh miền Bắc, và bên mình cũng bán buôn đi khắp cả nước. Cái giá bán buôn của cửa cuốn tấm liền kéo tay tại Hà Nội cũng như là tại miền Bắc và các tỉnh thành thì đến thời điểm hiện tại thì thường thường bên mình đã để giá rẻ nhất là 390.000 đồng một mét vuông, nhưng mà trong cái khoảng thời gian thai xuân từ đến ngày 20 âm lịch thì bên mình chiết khấu rất là ưu đãi cho tất cả các khách hàng đặt hàng trong khoảng thời gian này. Bên mình để giá bán buôn là 370.000 đồng một mét vuông. Giá trên đã bao gồm đầy đủ dây giá khóa và miễn phí vận chuyển trong khu vực Hà Nội và miễn phí vận chuyển gửi ra các nhà xe đi tỉnh cho các quý vị. Còn với cái giá bán lẻ, tức là giá lắp đặt hoàn thiện, thông thường thì trong năm 2022 thì cái giá lắp đặt hoàn thiện rẻ nhất của mình là 600.000 đồng một mét vuông. Nhưng mà ở cái video này thì mình muốn thông báo tới quý vị là những ai mà đặt hàng trong khoảng thời gian từ 10 đến ngày 20 tháng 1 âm lịch thì bên mình sẽ để giá là 525.000 đồng một mét vuông. Giá trên đã bao gồm đầy đủ các phụ kiện, dây giá khóa và miễn phí vận chuyển chìa khóa tra tay tới tất cả các quý vị. Vì thế mình hy vọng là qua cái video này thì các khách hàng nào mà đang có nhu cầu lắp đặt và mua mới cái cửa cuốn tấm liền kéo tay này, các bạn hãy nhanh tay gọi điện thoại tới số hotline là 0982064269. Các bạn có thêm các cái câu hỏi về giá cả cũng như là tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật hay là cách đo rồi là cách tính toán của cái giá cửa cuốn tấm liền kéo tay, các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới. Cái nội dung video mình chia sẻ là cửa cuốn tấm liền kéo tay đầu năm 2023 thì giá rẻ nhất là bao nhiêu. Cảm ơn quý vị đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video mới ngày mai. Tạm biệt mọi người.